xong bước laser hút mực cũ của cái lông mày mình đi. Và thực sự là cái lúc mà làm laser nó rất là nhanh thôi, nó chỉ tầm mấy giây thôi mà nó rất là nhẹ nhàng. Mấy người ta hiểu tại sao nó lại nhẹ nhàng như thế, không hề đau và cũng không hề đáng sợ những gì mình tưởng tượng. Bây giờ thì mình chỉ cần ủ thêm 10 phút là có thể trải nghiệm công nghệ mới nhất rồi, rất đáng mong chờ. Chị ơi, không biết là khi mà mình xóa ở cơ sở khác ấy thì chị thấy thế nào chị? Thấy nói chung là mỗi lần mình xóa nó cảm thấy rất là sợ, không cảm thấy nó không xóa mình thì gồng mình lên ấy, mặc dù là người ta cũng ấy tê với này đến khoảng 1 tiếng hồ ấy, nhưng về thì vẫn chảy nước mô liên tục. Mãi sau khoảng 1 tiếng sau nó khô thì bắt đầu nó sưng, nên về chị phải uống rất là nhiều thuốc để cho đỡ sưng ấy. Và nó thành lúc bong ra rồi thì nhìn vẫn không ổn, nên là mình phải đi đến đây thì bác sĩ mình xử lý cho mình. Dạ vâng. Theo như em được biết thì mình cũng đã sử dụng cái liệu trình của DK được mấy lần rồi hả chị? Chị sử dụng được 1 lần. 1 lần rồi, và lần này là lần thứ 2 đúng không ạ? Thì sau cái 1 lần đấy thì sau khi mà sử dụng laser ở tại DK thì chị thấy nó khác biệt như thế nào hả chị? Chị thấy lúc nào thì rất là nhẹ nhàng, không đau, không sưng và lông mày vẫn còn nguyên. Chỉ còn vài sợi đang mọc còn nguyên là mừng lắm rồi. Đấy, và cái phần đấy nó đều màu hơn, nó không nhôm nham bẩn như lần trước chị đến ấy. Nên chị thấy rất là hài lòng.